Đầu tiên thì anh Hòa đã có liên hệ với Mie và cho Mie coi trước về tóm tắt của kịch bản và nói là Mie sẽ đến và casting. Thì khi mà Mie đọc kịch bản, Mie thấy là có cái thông điệp là bảo vệ chó và không ăn thịt chó. Thì lúc đó thì Mie rất là thích, xong rồi Mie đã đồng ý đến casting luôn. Thì khi đến casting thì may mắn rằng là Mie thấy mình cũng có một chút ở trong nhân vật Xuân, và cũng may mắn rằng là Mie cũng được nhận vai Xuân. Mie thích trải nghiệm những cái mới lạ, và Mie nghĩ là nếu mà một người mà tay ngang như Mie và muốn thử nghiệm và muốn thử diễn xuất và muốn học hỏi nhiều hơn, thì nếu mà vào phim kinh dị và phim ma thì chắc chắn là sẽ là một cái phim rất là nặng đô, và bản thân Mie phải cố gắng rất là nhiều và phải thực sự là Mie phải làm việc hàng ngày trong đầu của mình đó, để ra rất là nhiều cái ý tưởng để mình diễn xuất. Và Mie mong là qua cái bộ phim đó Mie có nhiều cái kinh nghiệm hơn. Và cái điều tiếp theo nữa mà khiến cho Mie là rất muốn tham gia bộ phim này là vì có rất là nhiều cô chú anh chị mà Mie thích, là các cô chú ở ngoài Bắc nè, xong rồi các cô chú anh chị ở trong Nam, mà ai cũng gạo cội hết. Và Mie biết là đây rồi, đây là cái cơ hội mà để cho Mie học hỏi được nhiều, và Mie đã đồng ý ngay. Đầu tiên thì Mie khi mà nhận biết là mình đậu cái vai Xuân, thì thực ra trước đó là Mie cũng đã đi học rất là nhiều, Mie biết là mình có khiếm khuyết ở đâu, và khi trong những cái dự án trước đó mà Mie đóng á, Mie đọc hết comment của khán giả và Mie thấy là cái comment nào mà khán giả comment nhiều thì tức là mình bị sai cái đó thiệt, thì khán giả mới nói. Sau đó là em đi học cái đó, em biết là em nói chuyện kiểu ở ngoài đời nói kiểu cũng hơi chở, cái giọng cũng hơi kiểu chở, cho nên là em đã tiết chế, Mie đã tiết chế hơn, rồi đi học lại tiếng nói sân khấu. Xong rồi mình có một người thầy là dạy cho Mie về tiếng nói, rồi về đài từ, rồi Mie bắt đầu đi học diễn xuất ở rất là nhiều khóa học. Mie học 5 khóa ở ACT, xong rồi học rất là nhiều thầy cô, rồi gặp cô Cát Phượng để hỏi cô ơi, cô dạy cho con mấy ngày thôi, là con chỉ cần cô chia sẻ cho con một vài điều thôi, cái đồng cô đồng ý luôn. Cái xong rồi anh La Thành rồi cũng chỉ cho Mie rất là nhiều, tức là Mie hỏi Mie rất là may mắn là Mie hỏi ai người ta cũng chịu giúp đỡ Mie hết, và đó là một cái điều mà Mie rất là biết ơn. Nhờ đó thì Mie đã có một cái hành trang cũng gọi là để vào phim, nhưng mà khi vào phim thì trong đầu mình như một người giấy trắng luôn, là tại vì mọi thứ nó rất là bỡ ngỡ và nó rất là khó, và cô chú anh chị làm như một cái máy vậy đó. Sao mọi người làm, ủa mọi người làm tới A B C D rồi mình còn đâu ở dưới này á, mình chưa đi lên. Xong mình áp lực, 2 ngày đầu tiên em đi quay về là tối ngày thứ hai là em khóc quá trời luôn. Khóc là vì áp lực, vì tức giận bản thân mình là sao học quá trời mà mình không có đặt vô được á. Cái xong cô Cát Phượng mới nói là con càng áp lực là con càng làm không được, bây giờ con càng áp lực là người ta càng mất thời gian, bây giờ con chỉ có thể lại con thư giãn ra và con phải là Xuân, con phải là nhân vật. Xong rồi mình phải calm down xuống, mình phải suy nghĩ lại là bây giờ mình phải chơi tất tay thôi, bây giờ mình có bao nhiêu vốn liếng mình phải chơi hết, chứ bây giờ mình không thể nào mà mình cứ lo mình cứ suy nghĩ được. Xong rồi nghe lại tập trung hết năng lượng của mình để và lên mở lòng với mọi người nhiều hơn. Thì bản thân nghe là rất là sợ ngại làm phiền người khác á, cho nên cũng ít khi hỏi. Xong rồi ngày hôm sau á, mình hỏi các cô chú anh chị xong, cái cô chú anh chị nói là con phải hỏi thì mọi người mới có cái cơ hội để nói chuyện với mình rồi mới này kia với mình được. Xong cái mình đó mình hỏi Cảnh Tuấn ơi, em lát em diễn vậy được không, rồi là cô má ơi lát con diễn vậy được không, hỏi ghét phiền luôn á, hỏi hoài luôn cái vậy đó. Mà cô chú anh chị ai không chỉ hết á, con phải làm vậy, con phải làm vậy, cái thành ra cái mình thoải mái hơn, rồi mình kiểu mình tự tin hơn một chút. Rồi những cái như vậy mà những cái ngày trôi qua, mỗi ngày lên phim trường là một cái ngày mình học được rất là nhiều, có rất là nhiều trải nghiệm về diễn xuất. Bốc lửa dữ chưa, ý là cũng chưa bốc lửa đâu mọi người. Mie không bao giờ muốn thoát khỏi DJ, tại Mie nghĩ là đó là một cái, thứ nhất là một cái nghề đã nuôi sống Mie rất là lâu và đã cho Mie được đến gần với khán giả hơn, thì không bao giờ Mie nghĩ là Mie sẽ là thoát khỏi nghề đó đâu, trừ khi là kiểu như cũng già quá rồi vài bữa đó, vài bữa già quá đánh DJ họ không có coi, không có ngon đồ đó thì cũng họ không có coi nữa, thì mình cũng biết cần dạy, nhưng mà không phải là vì điều đó, tức là Mie sẽ cống hiến cho tới khi mà khán giả còn xem Mie nữa, và Mie còn mang được rất là nhiều những sản phẩm âm nhạc cho khán giả là Mie vẫn sẽ làm. Còn cái việc diễn xuất đó là một cái đam mê mà Mie nghĩ là nó sẽ nằm một cái ngăn nhỏ nhỏ ở trong tim của mình, mà mình sẽ luôn là cái người đã bắt đầu một cái lĩnh vực nào thì trước đó phải học và sau đó cũng phải học tiếp, chứ không phải là kiểu mình lạng qua một cái mình lạng ra là không có tay đua, không có dạy. Tức là bản thân Mie cũng hiểu là Mie phải tôn trọng, thì Mie muốn làm gì Mie phải tôn trọng cái nghề đó, thì cái nghề đó mới cho lại Mie những cái thứ khác, thì luôn luôn là suy nghĩ như vậy, chứ không có chuyện là kiểu là vô đóng chơi chơi, không có chơi, thực sự là rất là tập trung, rất là cố gắng luôn.
Em không sợ mọi người gắn mác cho em là bình hoa di động, em sợ em á, tự em trở thành bình hoa di động, em rất là sợ. Nhưng mà em nghĩ là không có bình hoa nào như em đâu, nói chung á là cũng rất là nhây, bình hoa nào mà quá nhây đi. Nói chung là em nghĩ là do mình trước, bản thân em nghĩ là mình phải thể hiện ra như thế nào thì mọi người mới nghĩ mình như vậy. Giống như những cái dự án trước đó mà Mia tham gia thì có nhiều bạn cũng comment là ồ nghe lúc này Mia thoại như vậy nè không ok, thì tức là Mia sẽ lấy cái đó, tại vì một người nói thì không sao nhưng mà nhiều người nói là đúng thì thôi mình cũng phải đi học lại. Một đó tức là bản thân Mia sẽ lúc luôn luôn nghe ý kiến của khán giả và thay đổi. Thì nếu như mà ai đó nói Mia là bình hoa di động thì cái thứ nhất là vui vì mình được là bình hoa nè, nhưng cái thứ hai là mình buồn là vì mình không có làm được cái gì thì mình phải đi học vậy đó. Mà Mia cũng nghĩ là hỏi cũng suy nghĩ nhiều, xong Mia nghĩ là chắc là cái chuyện cái chắc là những cái buổi phỏng vấn về phim Mia sẽ không chia sẻ nhiều về đời tư, và Mia mong muốn là từ đây về sau mọi người sẽ tập trung vào Mia và anh Thanh là những cái sản phẩm mà hai đứa mình sẽ đưa đến với khán giả, luôn luôn mọi người sẽ thấy tụi em cố gắng. Ý là một em đã quyết định là mình sẽ không có nói nhiều về chuyện đời tư, tại vì thực ra nó cũng là một cái gì đó để gói ghém cho hai đứa. Em nghe đi làm nhiều hơn, làm mỗi ngày, nói chung là không để cho mình có khoảng thời gian nào rảnh rỗi hết, hết đi làm rồi đi học rồi tất cả mọi thứ, ngày nào cũng phải kính lịch để cho mình được hoạt động nhiều.